có thế này mà chị ta mấy dầu chưa gần ăn bánh tráng không, nhà có bánh tráng chưa? Chưa. Lấy bánh tráng đi cuốn bún salad khẩu ra, salad đi khẩu ra. Bánh tráng này bán sao chị? 10 ngàn sắp. 10 ngàn sắp, còn cái trên này ạ? Trên này 25. Trên này 25 bự vậy hả? Cái sắp này đủ rồi. Ừ. Lấy con sắp này đi. Bự nó rẻ đi nhiều. Dạ. Coi số bự ra. Ê. Biết luôn. Rồi mày được luôn. Quá trời luôn chị, em ở đây vui quá trời. Ở đây vui lắm luôn. Không nghèo nghèo chứ không phải ăn bữa cho đã. Phương Lan xin kính chào tất cả quý ông bà, cô chú anh chị và các bạn. Là Vai trở về với kênh Vương Lan cuộc sống Trung Quốc của gia đình Lan nha. Hôm nay nè, mấy anh chị em nhà Lan lại gặp nhau đi mua đồ ăn ông bà cô chú. Mấy bữa trước á là Lan với anh Bảo Sinh nấu đồ ăn cho ba mẹ rồi. Hôm nay thì tụ họp anh chị em lại một bữa nữa ông bà cô chú. Tại vì nhà Lan á, anh chị em đều đi làm công nhân hết à, chỉ có ở nhà bữa chủ nhật thôi. Cho nên là tất cả anh chị em tranh thủ quay quần lại với nhau, nấu một bữa ăn ăn với Lan và Bảo Sinh để hai đứa em về Trung Quốc cả nhà. Hôm nay nè cả nhà ơi, thì Lan và mấy anh chị em cùng nhau đi ra chợ ông bà cô chú mua một ít đồ về. Tối nay làm thịt nướng ăn với cả nhà, tại vì là anh trai của Lan á, tất cả anh em ở nhà ai cũng làm công nhân hết ông bà cô chú. Nên nếu như mà Lan tới Lan là thứ bảy tuần sau Lan về Trung Quốc rồi ông bà cô chú. Cho nên là hiện tại thì bây giờ là đang tranh thủ ông bà cô chú để mà ăn cùng hợp tất cả những anh chị em lại ăn một bữa cơm trước khi mà Lan về Trung Quốc ông bà cô chú. Đây thì Lan và mấy anh mấy chị cùng với nhau mỗi đứa một ít, đứa mua cái này đứa mua cái kia đó. Đứa mua bún, đứa mua thịt, đứa mua cá. Rồi xong bắt đầu là mình sẽ nướng một cái chút ăn một bữa trước khi mà Lan về Trung Quốc một cái chút. Bữa hôm thì Lan đã nấu một bữa cơm ăn với ba mẹ Lan rồi. Thì cùng em thấy anh mấy chị và hôm nay Lan cũng thông báo luôn ngày Lan về Trung Quốc là ngày 30 tháng 12 đến Trung Quốc là ngày 31 tháng 12 đúng không chị? Là Lan về trước Tết Tây mà cô chú. Nghe bây giờ thì mình cùng nhau đi nấu nướng ăn một cô chú ơi. Thôi mẹ. Hãy vô chuyển nha. Đúng rồi. Lúc nãy thì Lan cảm nhận hai con cá. Đây, hai con cá to lắm. Đây, con này là con cá chẽm. Con này là con cá chẽm nha cả nhà. Đây. Wow. Con này là 1kg nha. Có bụng luôn 2kg, 3kg luôn mà cô chú. Đấy, đây là con này nhỏ thôi, không có bụng. Đây, con cá này, con cá này là con cái gì? Cá cam. Cá cam hả? Con cá cam, là lần đầu tiên biết được rồi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi làm thôi. Đi làm thôi cả nhà ơi, đi. Lúc trước thì mấy năm không về, năm nay nha, Lan cố gắng dữ lắm. Thì lần này Lan về là lần thứ 3 rồi đó ông bà cô chú. Lần thứ nhất về thăm ba mẹ và bé Bảo Minh. Lần thứ 2 thì đưa Bảo Minh về Việt Nam cho bé đi học. Lần này về thì chủ yếu để làm giấy tờ, rồi tìm chỗ để hàng cho ổn định. Sau đó Lan về Trung Quốc và tiếp tục bán hàng. Chứ không phải có tiền gì đâu mà một năm về đến 3 lần. Một công đôi bao việc hết là cả nhà. Chỉ mong là lần này Lan về Trung Quốc lại, công việc làm ăn được suôn sẻ, ba mẹ thì khỏe mạnh, Bảo Minh thì được ăn học đàng hoàng, để Lan còn tiếp tục ổn định cho công việc của mình ở bên Trung Quốc. Chứ không phải mà mỗi lần có chuyện thì phải về như thế này, thật sự cũng rất là tốn kém ông bà cô chú. Mong sao là Tết năm sau bà nội Tiểu Huệ ổn định để Lan có thể đưa Tiểu Huệ về Việt Nam ăn Tết với ông bà ngoại. Chào mama của lại à. Chào. Mẹ ơi.
Đây. Mẹ ơi kìa. Lại ăn. Lại ăn. Lại ăn. Nó kêu mẹ ơi đây ăn kìa. Ăn thịt nước. Mẹ. Ăn thịt nước. Ăn thịt nước. Ăn thịt nước. Thế này tuần sau con về rồi. Tuần sau con đủ rồi. Ở đây con nghỉ về. Ở đây nghỉ về rồi. Bỏ giấy vô luôn hả? Rồi. Rồi đi rước mẹ. Đi rước mẹ. Nông sắc lại cho mình nó trời nó rẻ nguyên. Quá trời em rẻ tôi luôn á trời. Tại sao mình bệnh ghê tôi đang lạ trời. Cường. Nguyên củ hành luôn á. Cái chích đường gì mẹ? Cái hộp á hả? Tôi sắp mạnh mạnh ra. Bỏ vô. Cái này là hoa tiêu của chú bỏ vô. Hoa tiêu của bên Trung Quốc á hả? Nó thè thè. Nó tê tê. Nó cay ra nước mắt luôn. Quá trời. Đó, được rồi. Đi. Giờ cái này lâu. Ở bên nước tường vô. Ở đây thôi. Con cá kia để em cạo cái dãy mà không phải ra nướng quấn giấy bạc rồi. Hết đi. Đây này. Thì vừa thôi. Wow, chuyên nghiệp chưa? Trời chuyên nghiệp tôi thấy không? Đó. À, có chồng rồi có tất cả đó. Cái này con này là con gì? Rồi đó. Đó, để đây đây đem ra nướng. Còn con kia để nướng nguyên. Ừ. Để đây. Có lũ đấy. Cay rau rồi đó rồi mà mẹ. Rồi. Được cái gì đó hè? Không có. Không có. Không có. Điện thoại thiết bị. Không có điện thoại thiết bị cá đi. Thấp thôi. Chia hai cục hả? Ê ê. Không ăn. Ai có điện thoại thiết bị cá đi. Quân làm cò. Bị tâm từ chiều. Yếu cày. Chị quạt cho nó đi ra đây chị quạt cho. Thế có gọi đọc không? Cái này là cái gì? Lò nướng. Lò nướng. Ở Việt Nam mình mà nướng thì thường là ướp sa tế trước. Còn ở Trung Quốc thì người ta chỉ dùng bột niêm rắc lên thôi ông bà cô chú. Còn hôm nay thì chị em nhà Lan dùng sa tế ướp vào đầu nướng để đại cho anh Bảo Sinh. Lan thì Lan thích mùi vị Việt Nam mình hơn mùi vị Trung Quốc.
do là cái khẩu vị vùng miền của ông bà cô chú. Bên ra cái nướng xong rồi đó hả chị? Rồi xong rồi. Bên ra cái gì ơi, bên đi. Phải là chín mà nó quá chín. Ngon chưa? Ngon chưa? Từ dưới vậy. Về nuôi em đó chứ. Wow. Quá trời luôn. Đâu rồi? Đây. Mày chén nha. Wow. Anh trai. Mày ăn bà cô chú ăn cơm. Mày ăn bà cô chú ăn cơm. Mày ăn bà cô chú. Anh ngồi thích bánh đây, dưỡng tương ngồi đây ăn. Quá ngon luôn. Mẹ chưa bắt đầu chơi ngon. Con cũng cho mẹ chán nha. Thì bú cháo tham mà cho mình thôi. Cháo là cháo là ba tiền là cháo. Cháo nào? Con mẹ thương nào? Mẹ. Mẹ cháo rồi. Mẹ ăn nó đi ở rồi. Mẹ bà mệt hả? Mua thuốc sủi tiêu á vậy. Có kìa. À đem ăn thuốc sủi cho mẹ uống. Vô cho bà lấy cái này không? Lấy cái nó cả. Nó ngồi không được, cậu nó. Không được. Đưa ghế cho ngồi đi. Không được đâu mà. Ngồi dưới đây cho ăn. Ngồi lên ghế đi bảo. Ngồi ghế đi. Ghế ngồi đi. Rồi, 1, 2, 3 vô coi. 1, 2, 3 vô coi. 1, 2, 3 vô coi nào. Em đang giữ tư rồi. Dưỡng tư. Tư. Đó là kiếm dưỡng tư mà dưỡng tư. Đắm vô cho, khui cho. Đắm khui ra. Rồi. Cá. Ừ. Cá. Anh hèn không được. Cá chém gì đi bỏ cái. Vâng, bà cô chú. Cá ngon nhờ chỗ này là. Ai vậy? Ai bỏ vậy? Anh Tư á. Để thừa chồng em, thấy chồng ta Trung Quốc không biết gì nữa thừa quà. Trời trời. Cái này tới nái gà nồi luôn rồi. Ngon bảo sao? Bảo xin. Ngon không? Ngon. Hôm nay nè là một buổi ăn giống như là ăn liên quan. Mấy anh em á thì cũng một người một lon bia, chứ không có uống nhiều. Chỉ có bữa hôm nay thôi đó nha ông bà cô chú. Rồi ngày mai Lan về Trung Quốc rồi nè. Video của Vơ Lan đến đây thì xin được phép được tạm dừng rồi. Lan cảm ơn ông bà cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết video. Hẹn ông bà cô chú anh chị gặp lại ở những lần quay video tiếp theo nè.